Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer, Youtuber bữa gạch số 1 Việt Nam Nhưng hôm nay tôi sẽ trở thành Youtuber điếm thúi số 1 Việt Nam Tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy con này, thấy con gì chưa? Tăng 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 One for all, one for one Tôi đã có được on for one rồi anh em Tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy on for one nha Lấy bằng cái skill, lấy bằng cái chiêu điếm thúi bị ổi nha Chứ không phải là, là lấy bình thường đâu anh em Thì nói chung là cũng thấy nhờ một phần là nhân phẩm thôi chứ cũng không phải là... Hấp nha không hấp, tôi chỉ chỉ, các bạn glitch thôi đó là các bạn đã biết rồi là on for one đó là chúng ta sẽ đánh ở cái map này nha cái map này hero school uhm, my hero đó anh em thì đánh cái này đánh em ấy là tỷ lệ là hai phần trăm là ra nha tuy nhiên thì đánh em ấy là khó lắm em ấy là đánh thuộc dạng như là cận chiến mà đánh xa thì được nữa em ấy nhiều skill lắm anh em Giờ đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn glitch nha thì để glitch các bạn phải có một con đánh xa thì ở đây tôi sẽ chọn eno eno là con đánh xa của tôi nó level cao nè Đấy, với lại nó là chuyên đánh xa nha cho nên tôi sẽ dùng eno thì đối với em eno này thì tôi sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nào có eno các bạn sẽ đánh theo tôi y hệt tôi luôn đánh rất là dễ dàng đánh tốn một xíu máu thôi không không phải là không tốn máu tốn một xíu máu sau đó chúng ta đánh vừa đánh vừa ăn cơm vừa đánh vừa coi phim luôn vẫn thắng nha đánh rất là nhẹ nhàng luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo máu và đi thử cho anh em coi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đi cũng nhanh đó không có tốn nhiều thời gian như các bạn tưởng tượng đâu nhanh lắm khoảng chừng năm sáu phút là xong <laughs> vô để có thể sử dụng cái skill glitch lít điếm thúi bị ổi này đó anh em thì chúng ta sẽ dụ nó vô cái đám rừng này nè các bạn đây đám rừng này nha những cái cây này nè nếu mà bạn có skill nâng quái lên đó thì bạn cứ đánh không thì cách đơn giản nhất là bạn cứ vô cho nó đánh <laughs> nghe hơi vô lý nhưng mà thuyết phục cứ đi lao lao vào cho nó đánh là được rồi bây giờ tôi đập nó phát chơi nè đó chúng ta có skill nâng nó lên thì chúng ta nâng mà không nổi đâu đó cho nó đánh lên rồi nè đó đấy, anh em thấy nó xảy cái skill đó không yêu cầu nó xảy cái skill đó là nó sẽ đứng ở trên đây luôn <laughs> nó chỉ đứng ở trong vùng những cái cây này thôi nha chúng ta không ra khỏi nha chúng ta ra khỏi cái cây này nó sẽ thoát ra được đó bây giờ nó đứng trên đầu mình nè mình đánh theo cái kiểu là mình đưa quá trên đầu mình vậy đó rồi mình bắt đầu mình đánh anh em thì trong cái con này của tôi ấy, nó có ba skill ba skill rồi có thể đánh quái được skill số hai ba bốn luôn anh em có thể nhìn thấy là cái đam nó đánh á bây giờ cái đam nó là 876 nè thấy không cái cái skill số 2 con quái tôi á tôi đứng ở dưới đất đánh không được nha này bây giờ đánh thử cho anh em coi nè con quái nó không bị gì hết trơn á 876 đam nè nếu mà mình đánh mà số đam không nhảy lên tức là mình đánh không trúng con quái đó các bạn bây giờ tôi đánh skill, skill số 3 nè nhưng mà skill số 2 tôi vẫn đánh được nha tôi vẫn có cách đánh được nó nó lên hết cho một ngàn mốt mấy đam nữa không đó tức là nó đã ăn đòn đó bây giờ tôi đánh skill số 2 cho các bạn coi ha chúng ta sẽ đi lên cái cục cây chúng ta đứng đó giờ tôi sẽ xài skill số 2 nè 1168 đúng không nó sẽ nhảy lên nè một ngàn hai một ngàn ba mấy nè đó lên được khoảng 200 trăm đó các bạn thì chúng ta sẽ xài skill như vậy nè đứng ở dưới đây à, skill số số ba số bốn thì đứng ở đâu cũng chả được đứng đâu cũng được hết anh em không quan trọng đâu nhưng mà skill số 2 chúng ta phải đứng ở trên cao một xíu nha skill số 4 là bao trúng luôn bởi vì con quái nó đứng trên đầu mình mà. <laughs> mình chọi quá cầu đi đâu chi nó đứng trên đầu rồi mình né quá cầu chi là nó dính nha nó nổ ngay cái mặt nó luôn rồi đó chúng ta sẽ đứng về chúng ta bắn đó nó lên đà đó anh em 2004 rồi theo Đánh nó rất là dễ dàng nha. Tôi cái con tôi nó có 4 kêu thôi mà đã 3 kêu đánh được rồi thì nó lợi lắm. Các bạn chơi cái skill cái cái chiêu điếm thúi bị ổi uh, này thì chúng ta phải phải có con nào nó đánh xa và đánh trên được nha. Tôi thấy Ino đánh hợp lý nhất á. Tôi xài con Ino quả là một lựa chọn sáng suốt. <laughs> Tại vì tôi có 33 level 33 rồi nè. kêu số 4 chúng ta không đứng được bụi cỏ nha các bạn chúng ta đứng từ bụi cỏ là nó 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 lên tới tên tên, tên luôn á nó đứng ngay chỗ con quái clip luôn đó. chúng ta đứng chung với quái luôn á là không ổn đâu cho nên là không có xài tôi xài đó vậy thôi tôi chỉ xài skill số 2 số 3 thì đứng trên bụi cỏ thôi anh em skill số 4 sẽ đứng ở dưới nha nếu mà bạn có cái con gì đánh xa thì được như cái con này của tôi nè thì akai đánh không được cho nên là tôi không có xài được gì hết tôi chỉ xài được đúng ba skill thôi nhưng mà đối với tôi ba skill mà xài clip như vậy là ổn nha đánh con này á, thật sự thì nó rất là rất là khó khăn nếu mà bạn nào mà giỏi đánh cận chiến á, áp đảo dùng katakuri hoặc là tony tặc này nọ thì đánh tôi thấy nó hiệu quả đánh ổn nhưng mà riêng tôi tôi đánh chất giả lắm các bạn tôi đánh con này mà tôi lấy cái con eno tôi tôi đánh không nổi bởi vì tôi không phải là cái người cận chiến tôi không giỏi cận chiến nha <laughs> nên là tôi uh, bó tay tôi chỉ có thể chơi chiều bị ổi thôi nè cái con này toàn là skill đánh xa không mà cho nên đứng như vậy là chẳng khác nào nên nó đứng im cho tôi đánh rồi đó tôi đánh hết năng suất luôn đánh như vậy là tôi thấy là hiệu quả nhất đối với tôi luôn anh em farm on for one rất là đơn giản dụ nó vô trong cái bụi cây tức là dụ ẻm vô trong lùm sau đó thì chúng ta chỉ cần cho ẻm đánh thôi ẻm <laughs> đánh ảnh à, đứng gần nha đứng gần cái bên nó thì nó sẽ đánh skill đó nó sẽ chơi skill đánh để nó bay lên tên <laughs> và khi bay lên tên thì nó coi như là nó nộp mạng cho chúng ta rồi nó đâu làm gì được đâu ấy anh em thấy đơn giản không? <laughs> nè nó quả cầu như vậy nè nó đứng ngay quả cầu luôn Để em nó không có đét đâu được hết <laughs> đánh là bao dính luôn nha đó còn có miếng máu <laughs> đánh là đơn giản nhưng mà cái khó khăn là khi nào mà có được cái cái con này á, thì tỷ lệ rớt nó tới hai phần trăm lệnh cho nên là hên xui rất là nhiều nha thí dụ như video này là xui nè không hên nữa nè anh em nhưng mà cách đánh là cực kỳ đơn giản anh em không cần phải vất vả đánh phao con này thì khó lắm tâm gì là đơn giản nhất có thể rồi đó thôi không biết là có bạn nào có thắc mắc hay là tò mò gì hay không thì chúng ta chỉ đứng ngay cái bụi cây đó thôi và chúng ta dụ nó lên sử dụng những con đánh tầm xa thí dụ như con eno tôi chẳng hạn đánh là cực kỳ hiệu quả nha ưu điểm của con eno là đánh tầm xa cho nên tôi cứ bụp 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 thôi thì bạn nào đã đánh và thành công được thì các bạn bình luận cho tôi biết nha để tôi coi là cái cách tôi nó có hiệu quả hay không tại vì tôi thấy là hiệu quả đó nhưng mà không biết các bạn có áp dụng được hay không ai à, bình luận nhiệt tình cho anh em rồi video hôm nay đến đây thôi bye bye hẹn gặp lại ở những video tiếp theo